Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 3. Ở phần này, mình làm về chủ đề đồ vật. Mình đã chọn ra những món đồ gần gũi để các bạn dễ hình dung. Và đây là kết quả. Còn quá trình như thế nào thì mời các bạn có xem video nha. Hey!